Khoan, bên đây chưa chết, bên đây chưa. Lắp dây hai cái em. Đây là con cá ngựa nha mọi người. Chắc nó ngựa quá rồi, cá ngựa. Phóng đại tài. Nó đuôi nó đẹp đẹp nè. Trời ơi, có lóc ký. Biết con nào con cá ăn được không? Mình biết cái mình bắt con cá với con đực là được rồi. Nó không còn biết, nó không bà chứ đủ mẹ cá. Giúp đứa đó đi rồi. Đó. Hàng hiếm. Cá lóc vậy á. Nhiều bự không? Mẹ, cá mẹ bay ngon mẹ. Ngay đây nè. Ngay chỗ cậu chú đang ngồi luôn á. Không, em ra lên, con bắt con luôn. Bay vòng lên. Tiêu à? Dạ nó. Nó trao á, vòng vòng đó. Lúi lại. Đi cá sắc lát cho anh trước mặt á. Đó. Cá sắc lát cho trước mặt chú. Phi. Con cá phi nè, con cá lóc mình với con cá lóc dài chỗ này nè. Con cá lóc mình, cá lóc dài luôn nè. Bên tay trái. Chạy nó vô ra cho chân phần vô ra chú ra bên đây chú. Đó. Lùi lại đi. Giữ hai cái dây lượm hết trơn rồi hả? Đúng rồi. Hai con nè. Đây là cá lóc dày nha mọi người, hàng hiếm nha. Hiếm có. Cá lóc dày. Có là xịt, có xịt là nó rung liền. Cá lóc dày. Hai cái em.